Nếu bạn yêu thích khám phá thiên nhiên hoang dã ngay trong lòng thành phố. Nếu bạn muốn tìm đến cửa Phật, sống trong không gian huyền ảo, thanh tịnh nơi chùa chiền, tìm hiểu về văn hóa tâm linh. Ngắm nhìn thành phố cùng biển cả bao la từ trên cao. Hãy tìm đến bán đảo Sơn Trà, hòn ngọc quý của Đà Nẵng. Quý vị và các bạn đang đến với chương mục 360 độ du lịch Đà Nẵng, nơi sẽ mang đến những trải nghiệm du lịch lý thú tại các điểm đến của thành phố. Tôi là Đình Trực, rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong hành trình khám phá Sơn Trà lần này. Còn chần chờ gì nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lên xe và bắt đầu cuộc hành trình. Hiếm có nơi nào mà từ trung tâm chỉ cần di chuyển chưa tới 10 cây số là đã được lạc vào một khu rừng sinh thái hoang sơ với núi sông và biển cả như ở Đà Nẵng. Bán đảo Sơn Trà có hệ sinh thái rừng thiên nhiên đa dạng với hơn 900 loài thực vật và gần 300 loài động vật. Nơi đây còn có tên gọi là núi Tiên Sa bởi quyến rũ các nàng tiên giáng trần vì vừa có rừng và vừa có biển. Đặc biệt đây là nơi sinh sống của vọc trà vá chân nâu, một trong những loài linh trưởng quý hiếm và đẹp nhất hành tinh. Loài vọc này cũng được coi như là biểu tượng của sự đa dạng sinh học ở thành phố Đà Nẵng. Đường lên đỉnh núi quanh co uốn lượn là một hành trình mà bạn có thể trải nghiệm nhiều cảnh quan tươi đẹp và thơ mộng của bán đảo Sơn Trà. Con đường có lúc bám theo vòng cung bờ biển nên thơ, với những bãi biển hoang sơ và có đoạn lại xuyên qua những tán cây âm tùm xanh mướt. Cái nắng gió của biển xen lẫn vào chút ẩm mướt của cây rừng khiến cho hành trình thật nhiều cảm xúc. Thưa quý vị, sau hành trình khám phá sơ lược bán đảo Sơn Trà thì lúc này đây ekip của chúng tôi đang có mặt tại đỉnh Bàn Cờ, là nơi được cho cao nhất của bán đảo. Và khi lên trên kia thì quý vị sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành cũng như nhìn ngắm thành phố từ trên cao. Quý vị mất khoảng 2 phút để di chuyển lên khu vực trên đỉnh và lúc này tôi đã thấy được hình tượng tiên ông đang đánh cờ, là một hình ảnh rất đặc trưng ở đỉnh Bàn Cờ của chúng ta. Và đứng ở vị trí này thì quý vị có thể nhìn bao quát thành phố Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên mình lên bán đảo Sơn Trà. Lần đầu tiên ở đây thì mình thấy ở nơi đây khí hậu rất là mát mẻ. Cảnh vật ở đây thì vẫn còn hoang sơ. Thật là tuyệt vời khi được đến Đà Nẵng và được đứng trên đây để ngắm thành phố. Từ trên đây nhìn xuống thì thành phố rất là đẹp. Khí hậu ở đây thì rất là ôn hòa. Và cái đỉnh Bàn Cờ này thì để cho mình một cái view toàn cảnh thành phố rất là đẹp và cũng như là để lại cái ấn tượng cho mình về cái thành phố Đà Nẵng này. Bán đảo Sơn Trà thực sự là món quà quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho Đà Nẵng.
Khí hậu trong lành từ lá phổi xanh này là một trong những yếu tố đưa Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống trong suy nghĩ của bạn bè bốn phương. Quý vị thân mến, tại Đà Nẵng có 3 ngôi chùa mang tên Linh Ứng. Một trong số đó là chùa Linh Ứng Bãi Buộc Sơn Trà, là một ngôi chùa rất lớn và đẹp tại Đà Nẵng. Và ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng theo chân Đình Trực để cùng tham quan tại nơi đây. Chùa Linh Ứng Sơn Trà được xem là cõi Phật giữa chốn trần gian. Chùa hướng nhìn ra biển Đông, một bên là đảo Cù Lao Chàm, phía bên kia là ngọn Hải Vân, phía còn lại là dòng sông Hoàng yên ả đang đổ về cửa biển. Đặc biệt, chùa Linh Ứng Bãi Buộc nổi tiếng bởi nơi đây có tượng Phật Quán Thế Âm cao nhất Việt Nam, thu hút rất đông du khách và Phật tử tới lễ Phật, thưởng ngoạn nét đẹp từ bi của bức tượng có 102 này. Cảnh quan gian chính điện kết hợp với bức tượng Phật Quán Thế Âm đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh linh thiêng, thanh tịnh mà tao nhã, như chốn bồng lai cho ngôi chùa Linh Ứng tại Bãi Buộc. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Đình Trực rất vui khi được gặp gỡ thầy Thích Chúc Dũng, là người sẽ mang đến những thông tin rất thú vị tại chùa Linh Ứng gửi đến quý vị khán giả. Và thầy ơi, đầu tiên chúng ta sẽ đi đâu đây ạ? À, đây là bây giờ chúng ta đi trước sân chùa. Hai bên đường dẫn vô chánh điện có 18 vị, mỗi bên 9 vị. 18 vị La Hán này thì mỗi một vị La Hán cũng thể hiện những cái nét ưu tư của mỗi tâm trạng con người, có buồn, có vui, có sầu, có khổ, có giận, có hờn. Đây là vị La Hán tay là Cử Bát La Hán, tay nâng chiếc bát lên trời để luôn phụng sự cõi đời làm thang. Phụng sự cõi đời tức là ngày cứu độ chúng sanh, vớt chúng sanh ra khỏi cái biển khổ sanh tử luân hồi. Cho nên vì cái ý nghĩa của ngày Cử Bát La Hán này là để phụng sự giúp đời những lầm than khổ đau trên cõi đời. Thầy ơi, theo như con nhớ, một cái sự kiện đặc biệt là khi mà xây chùa và đặc biệt là khi mà xây tượng Phật thì có một cái sự kiện đó chính là xuất hiện một ánh hào quang. Cái ban đầu những cái người thợ ở đây xây cái mặt của bạn Quan Thế Âm, đúng không thầy? Thầy có thể kể cho con biết về cái chi tiết này ở đây. Cái bức tượng này là khởi công năm 2004, bước vào giai đoạn hoàn thiện đó. Đến giai đoạn mà xong cái khuôn mặt rồi thì gỡ ra đó, xuất hiện ánh hào quang tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, rất là đặc biệt thể hiện cái sự nhiệm màu và linh ứng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và từ khi xuất hiện ánh hào quang đó thì trở về sau cũng có những lần xuất hiện, là tổng cộng 12 lần mà được tất cả mọi người chiêm ngưỡng và chứng kiến cái ánh hào quang của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện ở tại chùa Linh Ứng Bãi Buộc. Đối với du khách khi ghé thăm chùa Linh Ứng, nếu như quý vị cảm thấy mệt thì quý vị đừng quên hãy ghé chân đến vườn Lâm Tỳ Ni, bởi vì nơi đây có khá nhiều những bóng cây mát thì quý vị sẽ có cơ hội để nghỉ chân ở đây. Thầy ơi, ý nghĩa của vườn tượng này là gì ạ? Cái vườn tượng này thì cái tên gọi là Lâm Tỳ Ni, là cái nơi mà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đản sinh, hay là gọi là ra đời. Và như con quan sát thì có hẳn 7 tòa sen tượng trưng cho 7 bước đi của Đức Phật, đúng không thầy? Không phải Đức Phật nào cũng ra đời cũng đi 7 bước. Cái 7 bước này nó có một ý nghĩa quan trọng, tức là 7, con số 7 là chỉ cho cái thời gian và không gian. Thời gian thì có quá khứ, hiện tại, vị lai. Không gian thì có đông, tây, nam, bắc. Như vậy thì Đức Phật đi 7 bước có nghĩa là Đức Phật vượt qua cái không gian, thời gian của cái vũ trụ này. Vì một đấng siêu nhân mà khi mà vượt qua cái không gian, thời gian, tức là vị đó đã chứng đắc và đã thành một vị thánh. Tiếp theo đây là tháp Xá Lợi
của chùa Linh Ứng. Đây là công trình hoàn toàn mới của chùa đúng không thầy? À, theo giáo lý của đó, Đức Phật dạy thì những cái bậc mà tu hành chứng quả A-la-hán trở lên và vượt thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi thì khi bỏ cái thân này, thì cái thân này mà nếu mà thiêu thì sẽ có những cái viên xá lợi từ cái tay xá lợi đó mà cái tháp này lấy cái tên của những viên xá lợi của Đức Phật đặt cho cái tên tháp là tháp xá lợi. Cái tháp này là có 9 tầng, số 9 này là thể hiện cho cái cửu phẩm liên hoa, tức là một người tu hành mà thành Phật thì được lên cái cửu phẩm liên hoa về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật. Thì mỗi tầng trong đó đều thờ những vị Phật. Có thể nói đây là một địa điểm tín ngưỡng tâm linh không thể bỏ qua đối với du khách và tín đồ Phật tử trên khắp cả nước. Cảm giác mệt mỏi dường như sẽ tan biến khi du khách được chiêm ngưỡng. Xây dựng trên núi cao cùng những nét kiến trúc tinh tế của chùa làm cho không khí thiền môn thêm thanh tịnh, lòng người vãng cảnh, chùa thêm thanh tao, thư thái. Quý vị biết không, để khám phá toàn bộ bán đảo Sơn Trà thì chúng ta mất khoảng 2 ngày. Chính vì điều đó mà chúng ta còn khá nhiều những điều lý thú để cùng trải nghiệm cùng với 360 độ du lịch Đà Nẵng. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Đền Trực ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trải nghiệm tiếp theo của chương trình.